Đây cả nhà ơi, bữa hôm qua đi bắt ốc, bắt cua với thằng em Tám. Trời mưa chạy về chạy mau quá là đạp cái miệng ốc tét giò cả nhà. Rồi mình thay băng ha, còn lại con không đi mua băng, mấy con bồ lắp cho đỡ. Con mèo cái gì đi nhắc nữa kìa, mèo nhắc giống tôi hay nó nhái tôi á trời. Mày chết mày với tao nha mèo. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm qua mình với em Tám mình có ra đồng mà bắt cua bắt ốc. Trời mưa lớn quá anh em bỏ chạy về. Vô tình mình chạy mình có đạp trúng cái miệng ốc với cả nhà. Ra xét chân. Nay mình có rửa vết thương và băng bó vết thương. Mà con mèo á, con mèo đi cà nhắc nó cứ trôi trước mặt mình hoài luôn cả nhà. Thì vô tình mình có quay lại thấy cái cảnh con mèo đi nghe. Rồi mình mời cả nhà cùng xem với mình nha. Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay anh em mình đi ra ruộng ra kinh để giăng lưới và bắt cá cả nhà. Tám có đem theo lưới cái giăng cá trắng, cái cá sặc cá rô phi. Rồi đồng thời mình đi ra ruộng mình gặp cua, bắt ốc luôn cả nhà. Mình đem về mình có mình chế biến món ăn anh em mình xương xương cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi với anh em mình nhé. Có người đang bắt cua ở cả nhà. Tao dở lưới thử rồi mới giăng đây có không? Dạ, cũng được cái đó. Mới giăng mà cá dính rồi cả nhà. Trắng bự không ha, trứng không à. Tí gỡ này sao? Tám có đem ra ngoài thủ bốn đoạn lưới giăng cá trắng rồi nha. Tại lưới giăng dính nhiều mà quá bự, cá bự không ở cả nhà ơi. Ôi, cá trứng không bịch đó cả nhà. Má trời, cá trắng nó bự. Cây tài lưới nào dính nhiều mình dụng trước đi, còn nào thì chút mình ra thăm cũng sao. Gió quá gió ha.
cua tám cua dưới lưới gì vậy? Hả? Ồ. Cua dưới lưới. Bắt ốc này không tám? Ây da. Gì mày? Dân bắt cua chuyên nghiệp à, bị cua kẹp tại ốc rồi nè. Bắt ốc vô. Rồi, lên bờ. Ốc gạo rồi. Ốc gạo nhỏ không? Ừ. Về đây là ốc là nhỏ không à? Ơi, ốc gạo rồi. Ốc này mà về cho vịt ăn. Ổn không? Mày nhỏ không à? Quá ốc cả nhà. Ốc đây nó không lớn à? Ừ, không lớn. Ổng mò trong hả? Nắm một cây chà lên một cái hai miếng té ngửa. Ừ. Không lớn. Rồi mưa tới cả nhà ơi. Dạ anh em mình chạy vô cả nhà ơi. Đây thành quả của hai anh em mình đây cả nhà. Cua đây còn 4-5 kg luôn. Còn cá sặc, cá rô, cá phi thì cũng bịch được 1 kg rồi đó. Ừ, có trê nhỏ luôn à. Một mớ cái trắng luôn. Rồi, đây cái nhà ơi. À, bữa hôm qua đi bắt ốc, bắt cua với thằng tám. Trời mưa chạy về chạy mau quá là đạp cái miệng ốc tét giòn cả nhà. Rồi còn thay băng ha. Còn lại con không đi mua băng nữa, con bồ lắp cho đỡ. Con mèo cái gì đi nhắc nữa kìa. Mèo nhắc giống tôi, nó nhái tôi á trời. Rồi tao đạp cái miệng ốc mà tao què chân gặp mày cũng què luôn. Mày chết mày với tao con mèo. Đây cái nhà nó trôi trôi xong rồi bắt đầu nó lên nó nằm nó nghỉ cả nhà. Không mày bỏ tật trôi tao nghe mày. Chân nguyên lành thì đi nguyên lành đi. Đi cho đàng hoàng. Tao chân đau đi cả nhắc mày còn trôi tao nữa. Đền. Thì mình xin kết thúc video tại đây cả nhà. Cả nhà xem hay cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ kênh cho mình nhé. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha.